Chào mừng quý anh chị em và các bạn đã đến với kênh Ông Trẻ Tâm, khám phá đời sống văn hóa các dân tộc và giải trí. Một người đàn ông Malaysia không sử dụng phương tiện giao thông công cộng đi bộ suốt 120 km trong vòng 3 ngày để trở về nhà đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng Malaysia và các nước trong khu vực châu Á. Tên của anh chàng này là Alexon, bằng nguồn gốc 34 tuổi, là lao động người Malaysia trở về từ đất nước Nhật Bản vào ngày 25 tháng 3 năm 2020. Lo ngại mình có thể nhiễm virus corona và lây cho nhiều người khác, anh không nhờ người thân đến đón hay sử dụng bất kỳ phương tiện giao thông công cộng nào. Anh cho biết sau khi đến sân bay quốc tế Kota Kinabalu, tôi đã được kiểm tra sức khỏe, mặc dù các nhân viên y tế nói rằng tôi vẫn ổn và không có bất kỳ triệu chứng nhiễm virus nào. Tôi vẫn được yêu cầu đến bệnh viện Queen Elizabeth để kiểm tra kỹ hơn. Sau khi đến kiểm tra tại bệnh viện, người đàn ông 34 tuổi này được bác sĩ cho phép tự cách ly tại nhà mà không cần ở lại trung tâm kiểm dịch trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Trước đó, người thân của Ma Ngôn Đốc đã đến sân bay và đưa hai thùng hành lý của anh về trước, vì nghĩ rằng anh sẽ phải mất ít nhất 2 tuần cách ly tập trung tại bệnh viện. Ma Ngôn Đốc nói, sau khi biết mình có thể tự cách ly tại nhà để tránh rủi ro cho mọi người xung quanh, tôi đã quyết định đi bộ từ Kota Kinabalu về quê nhà ở Kota Marudu. Trước đó, tôi từng đi nhiều lần, đi bộ hàng nghìn km trong nhiều ngày để săn hoặc làm ruộng. Hành trình của Ma Ngôn Đốc đã mua phần ăn trưa và 2 chai nước tại bệnh viện. Trên đường đi, anh còn bắt gặp và nhận nuôi một chú chó. Anh đặt tên chú chó là Hachiko. Tôi nghĩ nó sẽ bỏ đi giữa chừng, nhưng không. Nó vẫn ở bên tôi suốt chặng đường. Đó là lý do tại sao tôi quyết định nhận nuôi Hachiko. Người đàn ông này cho hay, trên đường đi cả hai nghỉ ngơi tại các trạm xe buýt, cửa hàng tiện ích khi trời đã đổ mưa hoặc quá nóng. Ở mỗi trạm kiểm dịch, cảnh sát đều hỏi tôi đi đâu. Khi tôi nói rằng mình đang đến Kota Marudu, họ đều không tin. Nhưng cuối cùng tôi đã thuyết phục được họ rằng đó không phải là trò đùa. Anh giải thích lý do và cho họ xem hộ chiếu cùng giấy khám sức khỏe để chứng minh. Cảnh sát đề nghị giúp anh, nhưng anh đã từ chối vì không muốn gây ra bất kỳ rủi ro nào cho mọi người. Ngày 28 tháng 3, tại Kota Baru, gần địa phận Kota Marudu, Ma Đôn Đốc đã nhìn thấy anh trai của mình. Ban đầu anh ấy không nhận ra tôi. Tôi nghĩ rằng người thân ở nhà đã rất lo lắng vì điện thoại của tôi đã chết máy 2 ngày kể từ lúc ở sân bay. Mà Nguồn Đốc đã thuyết phục anh trai mình rằng mình sẽ tiếp tục đi bộ và anh hãy yên tâm về nhà đi. Sau khi về đến nhà, anh không gặp bố mẹ mà đi thẳng đến túp lều trong trang trại để cách ly đủ 14 ngày. Ngày 7 tháng 4, Ma Ngôn Đốc nhận kết quả âm tính với COVID Corona và đang chờ kết quả xét nghiệm lần 2 tại bệnh viện Kota Marudu. Tôi sẽ không gặp gia đình cho đến khi bệnh viện xác nhận rằng tôi hoàn toàn không nhiễm virus Corona. Hiện tại tôi đang sống cùng Hachiko ở trang trại. Ma Ngôn Đốc là con trai út trong gia đình có 12 anh chị em. Anh đã lập gia đình và đã có 2 người con nhỏ. Trước khi sang Nhật để lao động, anh đã từng làm việc tại Singapore, Australia, Hàn Quốc từ năm 18 tuổi. Như vậy là ta đã thấy một ý chí vì cái sức khỏe của chính bản thân và cộng đồng của anh Ma Ngôn Đốc rất là tuyệt vời, đáng để cho mọi người quan tâm và học hỏi.
Xin cảm ơn quý anh chị em và các bạn đã theo dõi video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video kế tiếp.